Đây là bông nhãn thọ của ba chồng trồng á. Xin chào mọi người nha. Bữa nay mẹ chồng mình bán bông nha mọi người. Một bó chỉ có 15 ngàn, quá rẻ luôn. Đây bông quá trời bự luôn nè mọi người. Cô bác ơi, dùng mua cô bác chị em. Đi chợ cũng bán cũng vậy à, bà con ơi. Dùng mua bông thỏ này đi, bông thỏ này đẹp quá nè bà con ơi nè. Đẹp quá. Đẹp quá. Bông đẹp, bông tươi quá. Bông tươi, người cũng tươi luôn. Người cũng tươi nữa, bà con ơi dùng mua đi. Đi bắt. Đó thấy bắt bắt gì nổi. Bà con ơi dùng mua đi bà con ơi, tôi bán rẻ. Bông thỏ này đẹp quá nè. Người đẹp, bông cũng đẹp. Bông người tươi, đẹp, người bông cũng tươi à. Đó nè. Tôi trồng đẹp lắm nè. Mẹ, 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 năm nay mẹ như tuổi mà ngồi bán bông đó mẹ. 75 tuổi rồi con. 75 tuổi nhìn mẹ trẻ quá. Đâu có trẻ vậy đâu, sống ăn răng hết rồi. Ủa, con... Đâu đẹp gì đâu con ơi, mẹ đẹp đâu có đẹp gì đâu con ơi, đâu ăn lăn hết rồi. Cái này thì sao?